Chào tất cả các bạn, hôm nay Ý Họa Phòng sẽ mở một cái gói đồ mới mua. Đây là các cái họa cụ để vẽ màu nước. Cái gói đồ này tôi vừa mới lấy về đây, tôi vừa mới mua về. Đấy, vẫn là nguyên đai nguyên kiện. Thì nó đóng rất là chắc chắn. Đấy, thì đây cái gói họa cụ này chúng tôi mới mua để vẽ màu nước. Thì bây giờ tôi sẽ mở nhá, mở cái gói này để xem nó như thế nào. Sau sẽ giới thiệu với tất cả mọi người. Đấy, người ta dính, người ta dán rất là, người ta dính rất là chắc chắn này. Đấy. Đây, đấy. Đấy, có lẽ tôi phải xé ra thôi, chứ không nó dính chắc quá không. Đấy. Đấy rồi. Đấy. Rách rồi. Rồi, đấy. Đấy, cái gói đồ chúng ta đây nhá. Nào, xem nào. Đây, gói đồ chúng ta đây nhá. Đấy, hết. Đây, cái gói này là cái gói để đây toàn bút vẽ màu nước sao nó nhiều này. Mình mua những cái gì nó nhiều này. Cho xem nào. Đây, đây là cái khay thiếc này, xem mở ra khay thiếc nhá. Bây giờ đây. Đấy, cái bút rất nhiều đúng không? Khay thiếc đây, đây. Đấy. Đây là cái khay thiếc này để dùng để đựng màu nước đấy, để đựng các cái thỏi màu nước vào đây để vẽ này. Đấy. Khay này là khay 24 màu, còn cái khay này là khay 12 màu đây, nó bé bằng, nó chỉ bằng một nửa cái khay kia rồi đấy, 12 màu đấy nhá, khay 12 màu đây. Đấy. Đây là 24 màu này, đây là 12 màu rồi. Đấy, nó có các cái có cái ngăn, có cái gá để đựng các cái màu đây, sau đó thì cho vào đây. Đấy, đấy, cái chỗ này có thể pha màu tiếp và đóng lại rất là đẹp. Đấy, tương tự đây cũng thế. Đấy, có cái lẫy ở đây này, đấy, cái lẫy trong cái này hơi kẹt, đây, cái lẫy này. Đấy, 24 màu này. Ok. Đây là một số cái mút bộ 12 cọ vẽ đây. Đó, tôi mua cái bộ 12 cọ vẽ này. Bộ là bộ 12 ở đây 3 này. Đấy. Đây, 3 4 10 đây. Ui, sao lại nhiều cái loại này, tôi mua cái gì nhiều này. 12. Đây, đây là các cái cọ đây. Đấy. À, đây là các cái cọ đầu tròn, đầu khác nhau đây, này cọ đây, đây nhá, các cái cọ này khác nhau ở đấy, đấy, đây tôi thì mở thử một cái ra này, tôi mua cả cọ tròn, cả cọ dẹt nhá, cả cọ tròn, cọ dẹt này, xem có đây có đúng với cọ dẹt không, chuẩn rồi đấy, đây là cái cọ dẹt này, đấy, đây cái cọ dẹt nhá, cọ dẹt này. Đấy, cái cọ dẹt này. Đấy, để chuyên để vẽ màu nước. Đấy, người ta cho phép bơm nước vào đây này. Đâu nhỉ? Chắc chắn là phải. Đây, 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 bơm nước vào đây. Đấy, bơm nước vào cái ruột này nhá. Bơm nước cái ruột thẳng lắp vào đây. Đấy, để vẽ cho nó đỡ bị nhúng nước nhiều. Đấy, đây, cái cọ này, cọ dẹt này. Đấy. Ok, cọ dẹt này. Đấy, các cái cọ dẹt đây là một số cọ dẹt, cọ tròn đấy, tất cả. Đấy. Thì ra như này hơi nhiều. Đấy. Mình cũng không ngờ rất nhiều cái này, thôi được rồi. Đấy. Ok. Đấy. Đây là hai cái bộ, đấy, một bộ cũng bộ cọ dẹt và một bộ cọ tròn chuyên để vẽ màu nước. Đấy, hai cái bộ này.
vẽ màu nước mà thì nó phải lông nó phải tương đối mềm, không được mềm quá hay không cứng quá. Bóc cái bộ ra xem nào. Cái bộ này vẽ tốt đấy, nhưng mà nó cũng giá cả nó cũng vừa phải cho hợp lý. Tốt đấy. Bộ này trước tôi cũng sử dụng rồi nhưng mà nó thất lạc đi một phần rồi. Nó còn một số cái ra đây. Đây cái cọ dẹt nhé, đấy. Cái cọ dẹt này vẽ màu nước tốt này. Đấy, thấy chưa? Cọ dẹt này. Đấy. Cọ này vẽ màu nước là tương đối. Kẻ nó mềm hơn một tí thì tốt, nhưng mà cũng không sao. Đấy. Chủ yếu là mình thôi. Còn sợi này là sợi tổng hợp, sợi nhân tạo nhé, sợi tổng hợp nhé. Đấy, vẽ màu nước. Đấy, rất nhiều kích cỡ tất cả cái bộ này xem là nó. Một, hai, ba này, sáu này, chín này, đấy, 12 cái đúng không? Ba này, sáu này, chín này, đấy, 12 cái. Đây, ba bộ này là bộ 12 cái, 12 cái cỏ. 12 cái cỏ này. Đấy. Những cái cây cỏ này có lẽ là mua hơi nhiều thì không lường trước được. Tuy nhiên ở đây có các cái đầu khác nhau này, các cái cỡ khác nhau này, tương đương với cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ to này. Đây là đầu bút nhọn nhá, đầu bút nhọn này, đầu bút nhọn đây, đầu bút nhọn đây. Đấy, mua hơi nhiều do là tôi cũng không lường hết được cái vấn đề của nó, mua hơi nhiều. Đấy, đây là cái cọ dẹt này. Đấy, các cọ dẹt này. Đấy, ba cọ dẹt, phần cọ tròn hơi nhiều. Bây giờ thử dùng cái cọ này để vẽ một cái gì đó xem nó như thế nào. Khay đẹp, khay khá đẹp đúng không? Đấy.